Dạ xin chào quý chú cho em mình ha Thì hiện tại em đã có mặt cỡ ngay trước nhà ông chú này Thì ở đây là thuộc ấp xóm trại xã An Dân Tây huyện Củ Chi ha Thì buổi sáng hôm nay thì em xuống đây thì ghi hình đăng bán cho chú là hai con bò đực một con bò pháp kem nè và một con bò đực ba b ha Đó thì hai con bò đực này thì chú có nói em hiện tại hai con luôn là được 5 tháng tuổi nhau với chú chị Thì bây giờ em sẽ quay về con bò đực pháp kem ha Đó đây là con đực pháp kem đầu tiên nha chị Hiện tại luôn thì nó đang cỏi voi ha đó thì con được pháp kem này thì nó có hai sáng mặt nha anh chị hai sáng mặt đầu trội ha sáng lưng thì nghiêm chỉnh nha anh chị đó mong đùi đến cái đuôi nó thì hoàn thiện ha Rúng miếm nghiêm chỉnh ha xương sóc con bò kem này thì nó là xương cối nha anh chị móng sò nha đó còn chiều cao thì em đo ngay sáng lưng con bò được kem này thì chiều cao nó là một m lẻ một nha anh chị và nó được 5 tháng tuổi nha anh chị thì cái con bò đực kem này thì ông chú đã chích phòng người là diêm da nó cục rồi nha nên là cô bác anh chị mình đem về nuôi ấy, mình không cần phải mình tiêm lại nữa nha bò này thì em khoe quan sát kiểm tra của em thì em thấy không đó đang cổ dôi nha anh chị thì bò này nó phàm ăn ha bao gốm hoàn toàn cho cô chú cho em mình chăn nuôi nha anh chị đó ăn cổ dôi gì không đó ăn rạo rạo ha thì con bò đực kem này thì nói chung với lại có con bò đực ba b bên kia thì em đã thương lỗ với mức giá rất là rẻ luôn chơi giá là 28 triệu cho cái đôi bò đực này nha anh chị 28 triệu cho cái đôi bò đực này ha đó thì em mong những cô chú chị mình gần xa và mình nhắm mưng được cái đôi bò này mình muốn sở hữu ngay cái đôi bò này mình đem về chăn nuôi và phát triển kinh tế gia đình của mình thì anh chị cứ liên hệ với em ngay số điện thoại em để từng hình ha thì bây giờ em sẽ tiến gần lại ha em sẽ quay về cái con đực ba b đen để cho cô chú anh chị và các bạn là mình quan sát cái con bò ha nhắm mưng được cái con bò thì cứ liên hệ với em bây giờ em sẽ tiến gần lại cho anh chị mình coi nè đó anh chị thấy ăn cỏ không hai con đồ này thì nói là gốc gác bò đồng nhưng chị nên là cam kết là bao cuốn đàng hoàng chị hán ăn đợt ba b này thì nó là sẽ mặt nghiêm chỉnh ha Xá lưng cũng nghiêm chỉnh luôn nha anh chị dài đòn ha mong đù đít cây đuôi nó gì không lực bò nha chị mong to đít muối nha còn chân móng trước sau nó thì hoàn thiện luôn tất cả là móng sò luôn nha anh chị đó không bú không ấp xe ha thì con đợt ba b này á thì nó cũng được 5 tháng tuổi nha cô chú anh chị rất là lực bò luôn ha đó anh chị quan sát ha da nó là da đen nha anh chị đó, mong rất là to luôn. Đó, quý mức giá là 28 triệu cho cái đôi bò này nha anh chị. Một con bò Kem Pháp và một con bò đực 3B ha. Hai con bò này được 5 tháng. Đó, chủ báo giá của em là 28 triệu nha anh chị. 28 triệu cho cái đôi bò này ha. thì giá này thì chú có nói với em á thì chú bớt chút đỉnh thôi nha cô chú chị chứ không có bớt nhiều được nha, tại vì cái đôi bò này thì chú bán, chú bán rẻ cho bà con mà đem về nuôi nha. Đó, bớt chút đỉnh tiền xe cho cô chú chị mình thôi nha. Đó, 28 triệu cho cái đôi bò này em mong những cô chú trên mình gần xa và mình muốn sở hữu nhanh cái đôi bò này mình đem về nuôi quả béo thì anh chị cứ nhấc máy lên gọi trực tiếp ngay cho em ha đó, mình đặt cọc em trước 1 triệu đến 2 triệu nha anh chị. Để chúng ta là giữ riêng cho mình là cái đôi bò đực trá rẻ này nha. Một con bò kem Pháp và một con bò đực 3B. Hai con bò này được 5 tháng với mức giá là 28 triệu. Và chú có bớt chút đỉnh tiền xe cho cô chú chơi mình cần xa. Vận chuyển có thiện chí muốn mua nha chị. 28 triệu nha. Giá này thì nói chung là rất là rẻ nha anh chị. Thì em mong những cô chú chơi mình có theo dõi được cái đeo này. Cứ nhắm ơn được đôi bò này. Cứ liên hệ với em nha anh chị.